Đây là cái gói nho khô mình để ăn mấy ngày Tết. Thấy cái clip kia hoang mang quá nên là phải kiểm tra xem nó thế nào. Mình sẽ đổ nước vào rửa và ngâm khoảng 5 phút. Ok, và sau 5 phút thì có thấy nó đen gì đâu nhở? Vớt thử ra xem nào. Bên trong có một tí cặn, có thể là vụn của quả nho. Quá là bình thường luôn, không ảnh hưởng gì cả. Nó không hề ghê gớm giống như cái clip kia. Thế nên là mình sẽ thử lại với một túi nho khô khác. Nho khô à? Cháu xin miếng đi. Từ đã, tí khác cho ăn. À tiện ở đây rồi thì mở luôn hộ cái túi đi. Làm tương tự, đổ ra bát rồi thêm nước vào, rửa nhẹ qua ngâm chờ 5 phút. Và sau 5 phút thì uổi, nước của nó đục trông thấy luôn các bạn ạ. Không thể tin nổi. Mình chép cái nước này ra thì thấy bên dưới đúng là rất nhiều cặn bẩn, khác hoàn toàn so với cái bát trước đó. Kết quả tương ứng với hai loại nho khô khác nhau. Đó, vậy chứng tỏ là do nho khô rồi. Vậy là tổng kết lại kinh nghiệm, nên chọn cái loại nho màu tươi một tí. Còn cái loại nho đen sậm màu như này phải chú ý nha.